365 ngày sống từng giây từng phút trong sự giác ngộ. Tôi tự nói với mình nhiều lần trong ngày rằng tôi không biết. Khi tôi không biết, tôi nhìn thế gian với một ánh mắt vô tư, một đầu óc cởi mở mà Suzuki gọi là tâm của kẻ mới vào đạo. Lúc nào cũng có những điều mới lạ. Nói cho cùng, tôi thật sự biết được những gì. Lúc này là thời gian thích hợp, nơi đây là địa điểm thích hợp, không gian vô tận là đây, thiên đàng là đây, mãi mãi, vĩnh viễn. Biron Takia. Vào lúc này có thứ gì ta không có? Niết bàn ở trước mắt ta. Nơi đây là cực lạc, thân xác này là Phật. Ha Quin. Nâng đôi tay của bạn lên trước mắt. Bạn đang nhìn vào đôi tay của Thượng Đế. Điều mà chúng ta đang tìm kiếm là điều đang tìm kiếm chúng ta. Chuỗi ngọc trai bị mất. Không cần sự nỗ lực đặc biệt nào để có thể nhận biết chân ngã. Tất cả mọi nỗ lực chỉ là để xóa tan những chướng ngại ngăn cản ta nhìn thấy chân lý. Một phụ nữ đeo trên cổ một chuỗi ngọc trai xinh đẹp. Bà quên lửng, tưởng rằng đã đánh mất nó và nóng lòng tìm nó hết nơi này đến nơi khác. Không thấy nó ở đâu cả, bà mới hỏi các bạn của mình, cho đến khi một người bạn tốt chỉ ra chuỗi ngọc trai trên cổ bà và bảo bà sờ vào chuỗi ngọc trai. Người tìm chuỗi ngọc trai làm thế và cảm thấy sung sướng biết rằng mình đã tìm thấy chuỗi ngọc trai quý giá. Sau này, khi bà gặp những người khác, họ hỏi bà đã tìm thấy chuỗi ngọc trai chưa. Bà nói với họ, tôi tìm thấy nó rồi. Sự thật thì, bà chưa hề mất nó hay tìm được nó. Nó luôn ở đó. Thế nhưng, bà đã từng đau khổ và nay cảm thấy sung sướng. Con đường giác ngộ chân ngã cũng như thế đó. Ramana Maharshi. Sự tỉnh thức không phải là một bí mật ở một nơi thâm sâu cùng cốc. Sự bình an mà bạn tìm kiếm hiện đang ở ngay tại đây. Vị chân sư hay Đức Phật không thể cho bạn điều đó. Chỉ cần nhận biết rõ ràng vào lúc này. Hãy nhớ như thế khi bạn nghe những điều này. Anh là ai? Một nhà sư hỏi, Đức Phật là ai? Vị thầy trả lời, anh là ai? Trong lúc này, chúng ta không quan tâm đến các chân sư trong quá khứ hay những lời hứa hẹn về tương lai. Nếu bạn muốn biết Đức Phật là gì, hãy nhìn vào tâm của mình. Bạn là ai vào lúc này? Quán chiếu bản lai diện mục. Ngồi yên lặng và nhận biết cái thực thể ngồi đó. Xem xét thân thể này của bạn. Quan sát từ trường xúc cảm bất tận mà ta gọi là thân thể. Nhận biết phẩm chất vô ngôn của cảm xúc và sự hiện diện của nó khắp nơi trong thân thể. Hãy đi xuyên qua cảm xúc tới cái nơi cảm nhận mọi cảm xúc. Nhận biết cảm xúc bên trong cảm xúc. Ở lại với cái cảm nhận về sự hiện hữu. Ở lại trong sự hiện hữu. Chỉ việc ngồi yên lặng và nhận biết. Để sự nhận biết chìm lắng. Nhận biết cái biết. Kinh nghiệm trực tiếp cái cảm giác cho rằng bạn hiện hữu. Đi vào đó hoàn toàn. Ngồi nơi trung tâm của cảm xúc. Nó có chỗ bắt đầu không? Nó có điểm dừng lại không? Hay đó chỉ là cái cảm nhận về một sự hiện hữu bất tận, không sinh
không diệt. Đừng hỏi đầu óc. Đầu óc luôn bị giới hạn bởi khái niệm. Hãy hỏi tâm. Cái không có tên nhưng luôn là chính nó. Hãy ở lại trong sự hiện hữu. Hãy để việc tĩnh tọa được giản dị. Đừng cố gắng trở thành một điều gì hay đạt được một điều gì. Chỉ ngồi đó, không có một mục tiêu hay kế hoạch nào. Tư tưởng đến và đi như mây trôi trong bầu trời tĩnh lặng. Và tôi là thời gian. Có một thiền án Zen nổi tiếng yêu cầu bạn mô tả bản lai diện mục của bạn, tức bản ngã của bạn, con người thật trước khi bạn sinh ra. Tôi chẳng thể trả lời câu hỏi đó cho đến ngày mà mẹ tôi qua đời. Bà bị ung thư và không bao lâu thì không thể đi đứng được nữa. Chỉ trong vòng 3-4 ngày cuối cùng của cuộc đời, vóc dáng bên ngoài của bà đã thay đổi rất nhiều. Bà xuống cân nhanh chóng, da dẻ bắt đầu săn chắc lại và bớt nhăn nheo. Bà biến đổi thành một người rất thư thái và trẻ trung. Bà bắt đầu giống những bức hình của bà vào thời con gái. Bà giống như một thiếu nữ nhuộm tóc trắng, một hình ảnh đầy sức sống của những năm tháng sinh động vui tươi. Nhìn bà, tôi có cảm tưởng như mình vừa được tặng một món quà rất lớn. Như thể tôi vừa có được một cơ hội nhìn thấy mẹ tôi trước khi tôi sinh ra. Thời gian dường như ngừng lại, và thời gian trở thành rất thật đối với tôi, chỉ bởi vì nó ngừng tồn tại. Người đàn bà trước mắt tôi là thời gian, tôi là thời gian, và căn phòng này là thời gian. Gary Thorpe. Bạn là chân lý. Bạn là chân lý từ đầu tới chân. Vậy thì có gì khác mà bạn muốn biết? Rumi. Trong lúc này và tại đây, kẻ thù thật sự của cuộc đời là những cái phải chi và những cái nếu như. Chúng kéo chúng ta đi vào cái quá khứ không thể thay đổi và tới cái tương lai không thể đoán trước. Nhưng đời sống thật sự xảy ra tại ngay đây, vào lúc này. Thượng đế là thượng đế của hiện tại. Thượng đế luôn ở trong lúc này. Hãy là giây phút này, dù khó hay dễ, vui hay buồn. Khi Đức Giê-xu nói về thượng đế, Ngài luôn nói về thượng đế như một sự hiện diện ngay nơi đây, vào lúc này. Khi các người nhìn thấy ta, các người nhìn thấy thượng đế. Khi các người lắng nghe ta, các người lắng nghe thượng đế. Thượng đế không phải là một người đã là hay sẽ là, mà là người đang hiện diện trong giây phút hiện tại. Đó là lý do Giê-xu đến để xóa tan những gánh nặng của quá khứ và những lo toan về tương lai. Ngài muốn chúng ta tìm thấy thượng đế ngay tại đây và bây giờ. Điều này giản dị hơn bất kỳ triết lý hay tôn giáo nào. Nó là về việc không nhìn vào bất cứ nơi nào khác ngoại trừ nơi đây. Đừng giả vờ nữa. Mọi giáo lý vĩ đại đều nhấn mạnh rằng tất cả sự bình an, trí huệ và hỷ lạc trong vũ trụ đều đã có sẵn bên trong chúng ta. Chúng ta không cần phải phát triển hay đạt được chúng. Giống như một đứa trẻ đứng trong một công viên xinh đẹp với cặp mắt nhắm nghiền, không cần phải hình dung cảnh vật, cây cỏ, hoa lá, chim muông và bầu trời. Chúng ta chỉ cần mở mắt ra và nhận biết những gì vốn sẵn ở đây, con người thật của chúng ta. Ngay khi chúng ta ngừng giả vờ rằng chúng ta nhỏ nhoi hay thấp hèn, tôi có thể dẫn chứng rằng hầu hết các môn tu hành đều chỉ là
Sự nhận biết và dừng lại. Nhận biết và dừng lại. Nhận biết và dừng lại. Nhận biết vô số những giới hạn và ảo giác khác nhau mà chúng ta áp đặt lên chính mình, và ráng sức xả bỏ từng cái một. Dần dần, viên kim cương bên trong chúng ta sẽ chiếu rọi, cặp mắt mở ra, bình minh ló dạng, và rồi chúng ta trở thành cái mà chúng ta vốn đã sẵn sàng. Nếu cái ý niệm rằng bạn là tầm thường hay không khai ngộ còn đó, thì bạn là ai? Bây giờ là lúc tốt nhất để ngừng giả vờ.